Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kim Dung xin kính chào quý khán giả. Kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi The Kim Dung Show, câu chuyện hôm nay với nhà văn Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị, người Việt ở hải ngoại, cụ thể là thành phần cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa tham dự lễ chiến sĩ trận vong và dịp tưởng niệm chiến binh Hoa Kỳ đã lâm tử nơi chiến địa hoặc là do bị thương trận nên phải chịu mệnh vong. Và thưa quý vị, lễ chiến sĩ trận vong là dịp để tri ân người lính Hoa Kỳ đã nằm xuống để mà liên bang Bắc Mỹ trở nên thành một quốc gia hùng cường, tự do, dân chủ như ngày hôm nay. Và những tính danh mà Kim Nhung vừa đề cập đến không phải là một cái tính từ khoa trương, nhưng đây là một thực thể đáng tự hào và cảm động mà mỗi người Việt tị nạn Cộng sản cảm nhận được cụ thể sau lần quốc nạn 30 tháng 4 1975. Và ngày hôm nay, nhân lễ chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ, chương trình The Kim Dung Show chúng tôi cùng người lính Phan Nhật Nam nhìn lại quá trình chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà dẫu 44 năm sau năm 1975 vẫn không hề mai một. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kim Dung xin trở lại kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Chào cô Kim Dung, xin kính chào quý khán giả. Vâng, thưa với ông, người Mỹ họ đã có những cái lời rất là chân thành trong cái ngày lễ dịp tưởng niệm chiến sĩ trận vong Memorial Day, và chúng ta tưởng niệm những cái người đã hy sinh mạng sống của họ để mà cho cái chính nghĩa tự do. Họ đã không còn trở lại với gia đình của họ nữa. Và thực với ông, Kim Nhung nghĩ rằng dẫu chúng ta không nói ra, nhưng mà người Việt tị nạn Cộng sản ngày hôm nay có được cái cuộc sống bình an, có cuộc sống sung túc nơi đất Mỹ, hay là 21 năm sau dưới cái chế độ Cộng Hòa trước năm 1975, hẳn cũng đã có những cái tưởng niệm về người lính Cộng Hòa, những cái người họ đã sống chiến đấu cũng như là chết nơi miền Nam, đó là chết cho miền Nam Việt Nam, là một cái người lính họ phải nói cái tinh thần rất là dũng cảm, hy sinh cả một cuộc đời và gia đình. Vậy thì mời ông cho ý kiến nhân cái ngày lễ chiến sĩ trận vong, thưa với ông. Thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán giả, chúng ta vừa qua cái ngày Memorial Day, ngày chiến sĩ trận vong Hoa Kỳ. Mà quả tình nếu cô không nhắc và không có chương trình này, cũng như không nhân cơ hội mà đọc cuốn sách này, thì chắc là tôi là người lính rồi trong cuộc sống hàng ngày cũng quên đi, quên những ai, quên những người đồng bạn của mình đã chết. Mà như cuốn sách này đã nhắc, có một ông y sĩ tên là Nghiêm Sĩ Tuấn đã chết trong chiến địa Khe Sanh tháng 4 năm 1968. Thì qua cuốn sách này, nhân ngày lễ này, tôi cũng nhớ ra cái năm 68 đó, cũng chính ngày tháng đó, ở trong chiến địa Khe Sanh đó, tôi cũng có chết người bạn Nguyễn Đức Cần, khóa 19 Đà Lạt, tiểu đoàn 3 nhảy dù. Mà không phải một mình anh Cần hoặc là bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn đây, mà hàng ngàn người Việt quen có, thân có, biết có và không biết có đã chết trong những ngày của năm 1968. Thì 1968 đến bây giờ là 70 năm, 51 năm. Thì chắc chính thân nhân cũng ai nhớ nữa. Thì từ đó, nhân cái buổi này, nhân buổi lễ tưởng niệm, nhân đọc cuốn sách này, tôi mới nhớ, à, hóa ra, tôi không nói qua lời đâu. Chúng ta, mỗi người trong chúng ta hôm nay, sống sót được là nhờ sự hy sinh của những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Với tất cả cái sự cảm xúc mà cái ngày lễ tưởng niệm người Mỹ có tưởng niệm với chiến sĩ đã mất cho tự do nước Mỹ, cho hạnh phúc nước Mỹ, thì tại sao chúng ta không có được cái lễ tưởng niệm cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho 24 năm Việt Nam Cộng Hòa. Và dù 44 năm sau ngày 30/4/75 đến hôm nay chúng ta sống bình yên nơi đất Mỹ, đây là cái gì nếu không là thành quả của sự hy sinh của bao vạn, ngàn vạn
người lính Việt Nam Cộng Hòa, quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã chết cho chúng ta hôm nay. Vâng, thưa với quý vị, chắc có lẽ là cuốn sách này cũng có một cái nội dung rất là đặc biệt để gửi tới những cái chiến sĩ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do, cho dân tộc của họ. Vì vậy mà rất là hiếm khi thấy ông đưa một cái cuốn sách lên trong một cái chương trình The Kim Dung Show, hoặc là ngay cả chính bản thân ông có những cuốn sách mà Kim Dung cũng không thấy. Nhưng mà như vậy thì nhân cơ hội này ông có thể trình bày tới quý khán giả về cái người cũng như là sự việc thế nào trong cái nội dung cuốn sách này. Ông có thể nêu bật những cái điểm chính để mà quý khán giả có thể hình dung được cái sự hy sinh điển hình của vạn cũng như là triệu người lính ở miền Nam mà hôm nay chúng ta thấy là nơi quê nhà vẫn còn những cái đối tượng bị áp bức của nhà cầm quyền Cộng sản, cho dù là họ là những cái lão nhân thương tật, già yếu, mù lòa, què quặt từ chiến tranh. Xin mời ông. Vâng, thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán giả, đúng chương trình chúng ta không bao giờ đề cập đến cá nhân hết, và chúng ta cũng muốn giới thiệu sách nữa, kể cả sách của tôi. Nhưng mà cuốn sách này đề cập đến cái chết của lần ra đi của bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn, là ông sinh 1947, ông ra trường quân y năm 1965, năm 28 tuổi. Thì cái chuyện mà một ông bác sĩ ra trường quân y thì cũng bình thường như cả ngàn bác sĩ hiện tại đang còn sống. Nhưng mà riêng hôm nay tôi phải có những điều đặc biệt là tại vì sao? Là ông ra trường như vậy là năm 1965 thì bị trưng tập, tức là bị động viên, thì bị động viên vô lính. Thì cái ngày mà chọn đơn vị, vì mỗi khi bị động viên thì phải chọn đơn vị lính, thì người ta có, trước khi đó thì người ta có một cái sự thông báo, nếu đọc đến danh sách ai mà muốn đi các đơn vị tổng trừ bị như nhảy dù, thủy quân lục chiến, cả biệt động quân nữa, thì khỏi ngồi đợi, chỉ cần giơ tay lên, chỉ cần tình nguyện đi. Theo bác sĩ Tuấn này, ông vừa nghe câu đó, ông nó bảo chứ tôi tình nguyện đi nhảy dù. Thưa tôi phải nói rõ như thế này. Đây, ông bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn là một bác sĩ dân y, tức là người bị động viên, mà khi chọn đơn vị, sau khi người ta chọn Tổng Y viện Cộng Hòa, Tổng Y viện Duy Tân ở các cái đơn vị lớn, yên lành, an toàn để cần bác sĩ, thì khi đó kẹt lắm thì người ta mới đi nhảy dù, mới đi thủy quân lục chiến, mới đi biệt động quân, như là các cái đơn vị mà cái sự hy sinh rất là cao. Thế nhưng mà ông Nghiêm Sĩ Tuấn này, tôi xin nói thêm một điều nữa, là ông ấy chỉ cao 1 thước 58 và nặng 40 kg. Thì trên nguyên tắc và trên thực tế, dưới 1 thước 6 không ai cho đi học trường sĩ quan hết, nhất là ở Đà Lạt, ở Đồng Đế, ở ngay Thủ Đức, hoặc là không quân, hải quân thì cái đường đó là tuyệt đối. Thì về đứng về mặt thể hình thì ông không đủ điều kiện để trở thành một sĩ quan bình thường, chứ đừng nói là sĩ quan tác chiến. Mà ông cũng không phải là để trở thành sĩ quan tác chiến nhảy dù. Cái dù lưng, dù bụng, ba lô, súng đạn, nó hơn một cái hơn sức nặng của ông. Thành thử thưa cô và thưa quý vị, cái điều mà bác sĩ Nghiêm Sĩ Tuấn để chọn lựa nhảy dù sau khi nghe thông cáo, quả tình là một cái điều mà phải có một lý do riêng mà vị bác sĩ này đã chọn lựa. Và tôi nghĩ rằng lý do riêng đó chính là điều mà chúng ta cần phải nói đến, không phải riêng cho bác sĩ Tuấn mà tất cả vạn triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, chào Kim Nhung, được phép để vào một số thông tin thương mại. Kim Nhung kính cảm ơn các khán giả đã và đang theo dõi câu chuyện hôm nay với nhà văn Phan Nhật Nam, ngày hôm nay lần nhân dịp lễ chiến sĩ trận vong. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình The Kim Nhung Show và cuộc đời. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Teletron, độc quyền trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ, ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới, sản xuất tại Nhật, đó là Dreamway by Inada.
ABC Supermarket xứng đáng với danh hiệu ngôi chợ của mọi gia đình Việt Nam, nổi tiếng với các loại hải sản tươi sống, tôm hùm, cua Canada, cá sống bơi lội trong hồ, hàng trăm các loại thực phẩm, rau cải, trái cây tươi mới, hàng ngàn các loại đồ khô. ABC Supermarket phục vụ quý vị hai chi nhánh, địa điểm Westminster, tọa lạc tại trung tâm Lido Sài Gòn, 8970 Bostar Avenue, thành phố Westminster, địa điểm Anaheim, tọa lạc tại 1216 South Magnolia Avenue, thành phố Anaheim, gần Freeway 5 và 91, rất tiện lợi cho quý khách cư ngụ tại Corona, San Bernardino, Los Angeles. ABC Supermarket kính mời. Nhạc hội miễn phí, kỷ niệm đệ nhị chu niên, Teletron Seattle Federal Way và Happy Father's Day. Thứ Bảy 15 tháng 6 từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và Chủ Nhật 16 tháng 6 từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng như Quỳnh, Trương Vũ, Nguyễn Hồng Dung, Đặng Thế Loan, Thiên Kim, Mai Quốc Huy, Phương Hồng Quế, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Hoài Phương, Thanh Lễ, Mạnh Đình, hai kịch Chí Tài Hồng Đào, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc, ban nhạc The Night Rhythm. Tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày từ 14 đến 17 tháng 6. Teletron Seattle trên đường 316 Gốc Pacific Highway South Federal Way, 206-800-8999. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.